Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục khuyến học của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, tiếp tục củng cố kiện toàn xây dựng hệ thống tổ chức hội các cấp ngày một phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến học trong thời kỳ mới, triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Đại hội khuyến học tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ đó, hoạt động khuyến học đã đi vào nề nếp, ý thức tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai và nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ, trên địa bàn tỉnh có hơn 280.000 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, hơn 160 lượt dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, hơn 5.300 lượt thôn, tổ dân phố, tiểu khu đạt danh hiệu cộng đồng học tập, hơn 2.000 lượt đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội khuyến học tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể. 95% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh là hội viên khuyến học, 52% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, 82% gia đình được công nhận gia đình học tập, 80% dòng họ được công nhận dòng họ học tập. Vòng trong tháng năm tới thì tình hình khuyến học phát triển tốt hơn, giữ vững cái thành quả đã có mà bây giờ phát triển hơn nữa. Thí dụ bây giờ là các trung tâm học tập cộng đồng họ đã đều này, ngày trước là thành lập ra là có số hình thức thôi, đấy, bây giờ người ta mới là phải tổ chức các lớp học, truyền đạt cái khoa học kỹ thuật cho nhân dân, người ta sản xuất. Tại Đại hội khuyến học tỉnh vừa diễn ra, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội khuyến học tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Hội khuyến học tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể đối với công tác khuyến học từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền vận động về hội cần tiếp tục được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, tiếp tục củng cố kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Các mô hình học tập cần tiếp tục được củng cố và phát triển. Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 đạt kết quả tốt, tiếp tục củng cố kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức hội ngày càng phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến học trong thời kỳ mới, triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Đại hội Hội khuyến học tỉnh đã bầu Ban chấp hành Hội khuyến học lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 25 người. Ban chấp hành khóa 4 họp phiên đầu tiên, bầu đồng chí Triệu Đức Lân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy Bắc Cạn giữ chức vụ Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho Hội khuyến học tỉnh, tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân. Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, Hội khuyến học tỉnh đã thực hiện thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0. Thời gian qua, nhiều mô hình học tập của tỉnh Bắc Cạn đã vượt các chỉ tiêu trong xây dựng phong trào học tập suốt đời. Đến nay, toàn tỉnh có 221 mô hình công dân học tập, trong đó có 54 đơn vị và 167 gia đình đăng ký thí điểm mô hình tại 7 trên 8 huyện thành phố tham gia. Số người đạt công dân học tập đạt 72,85%. Mô hình công dân học tập mới đưa vào thí điểm nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để mô hình triển khai hiệu quả. Các cấp hội khuyến học cần tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền, nhất là ngành giáo dục,
có biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của mô hình, đồng thời phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp đào tạo dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân được học tập, nâng cao năng lực, trình độ. Mô hình công dân học tập sẽ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự nghiệp xây dựng xã hội học tập. Những năm qua, huyện Chợ Đồn luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội học tập của địa phương. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện triển khai đại trà các mô hình học tập. Thường trực Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp lồng ghép tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố, phổ biến và hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, đến mọi cán bộ, hội viên, gắn các tiêu chí của cộng đồng học tập với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến nay, toàn huyện có trên 48.000 lượt gia đình học tập, 16 lượt dòng họ học tập, trên 900 lượt thôn, bản, tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập, trên 200 lượt đơn vị học tập. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Cạn đã xây dựng thành công 2 tủ sách học tập cho phụ nữ và trẻ em. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa để góp phần nâng cao kiến thức, năng lực về mọi mặt cho chị em, phụ nữ và đáp ứng nhu cầu giải trí cho các em nhỏ khu vực nông thôn của thành phố. Nguồn tài liệu, sách, truyện, báo, tạp chí cung cấp cho tủ sách học tập cho phụ nữ và trẻ em được Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Cạn, Trường Tiểu học Đức Xuân, Trường Tiểu học Sông Cầu thành phố Bắc Cạn, Báo Phụ nữ Việt Nam ủng hộ thông qua Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Trong đó chủ yếu là tài liệu học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ yếu Đảng bộ thành phố Bắc Cạn, hỏi đáp về sinh hoạt chi bộ cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các giải pháp kỹ thuật cho nhà nông, kỹ thuật bảo quản nông sản, ăn uống và sức khỏe, những điều cần biết để phòng chống ung thư, nuôi dạy con, hôn nhân và gia đình, cuộc sống và biến động, xây dựng hạnh phúc gia đình và hơn 100 quyển truyện tranh dành cho trẻ em các lứa tuổi. Trong năm học mới 2021-2022, toàn ngành giáo dục và đào tạo phấn đấu thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa dạy học hiệu quả. Ngành giáo dục và đào tạo xác định rõ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của năm học mới 2021-2022 là phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh, đồng thời duy trì dạy học hiệu quả. Theo đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ những trường hợp đi từ ngoài tỉnh về. Năm nay thì do cái điều kiện dịch rất là phức tạp, đối với các cháu học sinh thì chúng tôi đều quán triệt đến các nhà trường là trong thì phải đảm bảo công tác an toàn, đón các cháu từ cái giãn cách khi mà đến trường. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, các em học sinh trường tiểu học Đức Xuân vào học chính thức 2 buổi trong ngày, từ sáng sớm và đầu giờ chiều. Nhà trường thường xuyên tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn sát khuẩn cho các em học sinh trước khi vào lớp, đồng thời nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em. Địa bàn là phường trung tâm của thành phố thì cái nhận thức của học sinh và phụ huynh rất là tốt. Chính vì vậy mà khi học sinh đến trường thực hiện rất là tốt cái việc 5K. Thế còn khi đến trường thì nhà trường tuyên truyền trong các giờ ra chơi rồi là các giờ chào cờ đầu tuần thì yêu cầu học sinh là thực hiện tốt 5K, không nô đùa chạy nhảy dính nhau và giữ khoảng cách an toàn. Trong lớp học thì cũng cố gắng sắp xếp để các em ngồi có khoảng cách là tối thiểu đảm bảo. Đấy, rồi hướng dẫn cái kỹ năng là không đưa tay lên mặt, lên mũi, lên mồm. Đấy, rồi rửa tay thường xuyên bằng xà phòng Lifebuoy. Và sát khi mà đến trường thì bao giờ là trước khi vào trường là đều phải đo thân nhiệt và sát khử khuẩn. Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tập trung vào nhiệm vụ giáo dục toàn diện, trong đó đề cao giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục. Với sự chủ động tích cực cùng nhiều giải pháp cụ thể, trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo toàn tỉnh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất sự xuất hiện của dịch bệnh trong môi trường học đường. Chương mục khuyến học kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.